Tài Thiên Tài cùng Kim Thoa sẽ tiếp nối chương trình qua bài ca Đất Thép Củ Chi, sáng tác từ Hải. Dàn nhạc Văn Ngọc đàn guitar, Văn Sinh đàn kiềm, Duy Khôi đàn tranh, Hà Tiến đàn violon. Một sáng mai hồng, tôi đến quê em, nơi tình là khói lửa đang bơm, Củ Chi đất thép thành đồng. Bâng quâng như vừa quen vừa lạ, ngỡ ngàng trước đôi tay, mắt nhìn đường rồng thênh thang, qua hốc môn là doanh nghiệp liền kề. Bởi xưa là đồng thói bom cày pháo dối đất thép là đây, còn in bao chiến tích quay hùng như ẩn hiện đâu đây, đoàn quân xuất quỷ nhập thần. Mà giáp phù thiếp sợ nón tay bèo gian nhỏ áo bà ba, đã kiên cường trong lửa loạn can qua, để đất thép Củ Chi trở thành huyền thoại. Em kể chuyện quê nhà làm ngây ngất hồn tôi, Củ Chi ơi nhớ một thời khói lửa. Mà nghe kể chuyện quân dân mình viết xe tăng, ôi mỗi tấc đất quê hương còn thấm dòng máu đỏ đây, phố Hòa Đông kia Phước Hiệp bến đình. Lịch sử còn ghi bao chiến công hiển hách dân mình, Mỹ Hưng rồi Tân An hồi, 19 xã anh hùng có phải vậy không em? Đền bến dược tỉnh lặng tôn nghiêm, nóc nẻo hương thơm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. Ai viếng thăm mà không nặng lòng suy nghĩ, vì độc lập trường tồn và sự mất mát hy sinh. Cuộc chiến nào cũng có đổi lấy thân bình,
hạnh phúc ấm no. Địa đạo còn đây nhớ thuở pháo dội bom cài, đất thép thành đồng còn lưu danh về thăm lại Củ Chi. Hôm nay anh có ngỡ ngàng nhìn bức tranh đổi mới đồng quan mong quạnh nhà tranh vách đất chỉ còn trong kỷ niệm xa mờ. Giờ đây xóm làng trù phú cây cối xanh tươi và kiên cố cao tầng đường quốc lộ tám làng xe chạy, đời sống dân mình cũng khá hơn xưa. Khu công nghiệp Tân Phú Trung rồi Tây Bắc, công nhân thay ca rộn ràng hối hả, cả trăm trường từ mầm non đến trung học phổ thông là tri thức ngày sau làm giàu đẹp quê nhà. Đánh giặc ngày xưa mà như cổ tích thần kỳ, đầu trần chân chớ dù khí thô sơ vẫn chiến đấu ngoan cường, để hôm nay thanh bình trên đất mẹ mầm sống ruộng dương từng bước được hồi sinh. Thủy lợi nổi đồng kiên cố quá kênh mương, khuyến khích nhà nông chăn nuôi trồng cho con chim non vui mừng say hót như đón chào tôi mộ sáng mai hồng. Đồng quê hương em đó đang chuyển mình, dẫu còn nhiều bề bộn lo toan, đầy nhiệt quyết với tấm lòng son tuổi trẻ hôm nay vươn tầm cao mới. Điện về khắp nơi dòng điện sáng, đời sống nông thôn mới trên mỗi nẻo đường qua. Trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia, sức khỏe nhân dân không ngừng cải thiện. Trong đánh giặc có muôn trùng vạn biến, xây dựng quê hương cũng đầu thiếu cái diệu kỳ. Một sáng mai hồng tôi đến Củ Chi, đất thép quê em vừa quen